Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Dạ thưa, tôi tên là Nguyễn Văn Thành, 72 tuổi. Dạ. Thì cách đây chừng 2 tháng, tôi có bị đau cái đầu gối bên phải. Và chỉ một cái đầu gối bên phải thôi. Nó đau như thế này. Tôi đi lên xuống một cái cầu thang đó là không được như thường lệ. Tức là muốn xuống đó thì phải đưa cái chân phải xuống trước. Rồi đó từ từ xin chân trái nó theo sau. Và khi mà đi lên thì cũng bước lên được, nhưng mà nó gặp khó khăn. Khó khăn là thấy đau ở cái phía trước. Ngay chỗ cái vùng này. Đó. Còn khi mà phải duỗi thẳng ra đó. Thì tôi duỗi không thẳng được. Nó vẫn còn cong cong một tí. Bên phía bên trái thì rất là bình thường, không có cái gì gọi là đau đớn hay là khó khăn. Đó. Thì sau đó cái việc đau này thì 2 tháng nhé. Thì cách đây chừng 1 tháng. Tôi có đi một bác sĩ. Thì bác sĩ đó có cho tôi một cái loại thuốc anti-inflammatoire. Tên là Voltaren. Và tôi phải dùng trong vòng 1 tuần lễ. Và sau khi đã dùng 1 tuần lễ rồi đó thì cái tôi thấy bớt đi. Và hiện nay tức là sau chừng 3 tuần sau cái Voltaren rồi đó. Thì tôi có thể đi xuống cầu thang gần như là thường lệ. Tôi nói gần như là vì như thế này. Tôi co và thẳng thì được. Nhưng mà vẫn còn thấy nó có một cái gì nó hơi sượng. Đó. Đó, thành ra nếu mà tóm tắt thì có thể nói là tôi đã anti-inflammatory Voltaren nó đã giúp đã làm cho bớt chừng 80% đi. Thì nhưng mà nó tôi thấy vẫn còn sượng đó. Đó, thành ra cái cô em đó tôi mới hỏi cái cô em đó thì mới biết được cái địa chỉ và số điện thoại của anh. Và do đó cái ngày đó đã liên lạc được với anh. Tôi đi ra thì tôi đi nó bình thường thì như thế này. Đó. Rồi. Bình thường thấy như thế này. Nhưng mà chưa. Rồi đi trở lại thôi. Rồi. Anh kêu bằng gì đó. Rồi bây giờ anh ngồi bẹp xuống đất coi. Không, anh ngồi xuống đất, ngồi xuống. Vậy tốt, không có gì đâu. Rồi anh quay lại coi. Anh thấy sao? Thấy tốt rồi. Tốt. Vừa đi anh vừa cỡ cẳng cao lên coi, với anh đi ngó thẳng người lên. Rồi bây giờ anh quay trở lại coi đó. Bây giờ anh đứng đó, anh đưa cẳng lên coi, duỗi cẳng ra hết coi đó. Còn đau hết đó. Rồi bây giờ anh phát biểu coi anh cảm thấy như thế nào. Anh đứng đó hay là anh đi vòng coi, đi vòng rồi đó. Đi mà anh ngó lên là đưa cẳng lên nữa, đưa dở cẳng cao lên đó, đi dở cẳng lên đó. Thì như vậy cái lưng nó không có khòm đó. Rồi bây giờ anh quay lại đi, quay lại đi tới một chút. Rồi anh đứng đó, bây giờ anh khòm xuống coi, còn còn đau hết. Rồi anh ráng ngồi chồm hổm coi, ngồi xuống coi
Đó, ngồi xuống nữa. Rồi đi lên, đứng dậy. Đó, chưa được hả? Chưa sao? Chưa ngồi được, chờ mẫn được hả? Dạ. Còn cứng hả? Nó thấy sao? Đỡ rồi. Hả? Đỡ rồi. Đỡ rồi, đỡ rồi hả? Dạ. Nhưng mà thấy chưa được lắm. Ok. Rồi, anh quay lại. Rồi, anh đứng đó. Anh ngồi xuống coi. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Thấy người như thế nào? Đứng đó coi, đứng đó phát biểu. Còn tôi thấy... Sau khi mình làm động tác, cái thập chỉ liên tâm, mình thấy như thế nào? Dạ. Tôi thấy... khỏe hơn. Khỏe hơn lúc mới vào. Dạ. Dạ. Đi... đi đứng và ngồi xuống đó thì không có bị sượng như là ban đầu nữa. Dạ. Nhưng mà như vậy là phải về tập nhiều. Phải tập mỗi ngày đó, anh phải kéo gối. Dạ. Dạ, 10 lần như đứng lên ngồi xuống như vậy đó. Dạ. Dạ. Vậy ha. Dạ. Đuổi cho công vô. Công vô coi. Anh thấy thế nào? Anh thấy thấy thoải mái hơn anh. Dạ. Thấy thoải mái hơn, có lẽ bây giờ đó nó hình như là nó không còn sượng như ban đầu nữa. Dạ. 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 Như vậy là chắc phải tôi cố gắng phải tập phải tập khi mà anh duỗi ra như vậy thì anh thấy như thế nào đối với lúc trước? À, khi mà duỗi thẳng ra thì thấy nó thẳng hơn lúc trước. Dạ. Bởi vì lúc trước đó nếu mà tôi ấy là tôi duỗi như thế này. Dạ. Đó. Bây giờ tôi duỗi có thể như thế này. Dạ. À, tức là nó thẳng hơn và không thấy sượng như là ban đầu nữa. Dạ. Dạ. Thôi anh ráng về tập ha. Dạ. Xuống, đứng lên. Đó. Rồi bây giờ ngồi bẹp xuống thử coi. Rồi bây giờ ráng đứng lên coi. Tự đứng lên coi. Rồi cảm nhận anh như thế nào? Tôi thoải mái hơn. Dạ. Tôi thấy thoải mái. Thoải mái hơn. Dạ. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.